chi chào chung vui địa la chi chào chung tường trình ngày dỗ cha Trương Bửu dịp lần thứ 71 dỗ cha chương biểu dịp được tổ chức vào ngày chủ nhật 12 tháng 3 năm 2017 Đúng 71 năm sau ngày cha mất là 12 tháng 3 năm 1946 tại văn phòng và nhà thăm viếng Trương Bửu Diệp Foundation, thành phố Garden Grove, California. Chủ đề dỗ cha năm nay, Hội Trương Bửu Diệp Foundation nhấn mạnh đến sự hy sinh của cha để cứu sinh mạng 70 người dân vô tội. Hành động xả thân cứu người mang ý nghĩa cao cả hơn. Cha không chỉ là một vị thánh trong lòng mọi người, mà còn là một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Hội chương biểu dịp Foundation mở cửa từ 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3. Các anh chị thiện nguyện chuẩn bị chu đáo các món ăn truyền thống như heo quay, mì xào, cơm chiên, bánh ít trần, xôi khúc, chè đậu trắng vân vân sẵn sàng để khách đến thăm tra và ăn cổ ngày rỗ từ 10 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối đã có tất cả 912 người từ khắp nơi tụ họp về văn phòng chương biểu Dịp foundation tại số 14231 Euclid Street, thành phố Garden Grove, California. Đặc biệt khách từ các tiểu bang khác cũng bay về đây dự ngày dỗ cha như gia đình chị Ngọc Lê, Luyến Lê, Loan Đỗ từ Ohio, anh chị Thuận Nguyễn từ New Jersey, chị Nga Phạm từ Texas, chị Kim Nguyễn từ Colorado và còn nhiều khách từ phương xa mà chúng tôi không kịp lấy tên. Trong dịp này, Hội gửi tặng tất cả mọi người đến tham dự cuốn sách 100 ơn cha Diệp Tập số 4 vừa phát hành DVD Dỗ Cha lần thứ 70 do Trung tâm Thúy Nga phối hợp thực hiện Thị trưởng Trí Tạ và Phu Nhân cũng có mặt vào sáng ngày 12 tháng 3 Trong tâm tình tạ ơn Ông cho biết dù có bận như thế nào chăng nữa Thì ngày Dỗ Cha ông bà cũng phải có mặt để bày tỏ lòng kính mến và biết ơn cha vì cha như một người thân trong gia đình đến sáu giờ ba mươi cùng ngày đội nghi thức chương buổi diệp foundation đã có mặt đầy đủ tại văn phòng để chuẩn bị cho văn khấn khai mạc lúc bảy giờ cũng trong lúc này phó chủ tịch hội đồng giám sát quận cam luật sư andrew đỗ và chánh án cherry phạm đã có mặt tại văn phòng hội để tham dự nghi thức văn khấn tưởng niệm cha Trương Bửu Diệp. Giám sát viên Andrew Đỗ cho biết: "Kính thưa quý vị, uh, ngoài những việc mà chúng ta đã được nghe thấy như phong thánh cho cha, uh, chúng tôi cũng uh, muốn để chấp nhận cái uh, trong cái tinh thần của cha hội uh, mà Trương Bửu Diệp Foundation trong những năm qua đã giúp cộng đồng làm những việc thiền nguyện." À, và nó đã um, biểu lộ lên cái lòng mà lo cho uh, thế giới, cho loài người uh, Mà cha uh, Trương Bùi Diệp đã uh, cho chúng ta thấy cách đấy 71 năm um, Việc mà chúng tôi uh, được tham dự uh, để giúp uh, có mặt, uh, giúp tinh thần Cũng như là mang cái, cái quyền lợi của, um, của một chính quyền uh, 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 ở đây của quận Cam để tới để mình uh, ủng hộ cho cái việc làm đó để cho mình thấy cái đây là cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta khi mình đoàn kết để mình giữ được những ghế những cái chức vụ quan trọng này cho mình. Uh, đây là một việc nhỏ của chúng tôi thôi nhưng mà mình mang tới để mình có thể vinh danh lại được cho cái cộng đồng của chúng ta cũng như việc làm của hội. Đúng bây giờ đội nghi thức tiến ra bàn thờ tổ và tiến hành nghi thức văn khấn một cách trang nghiêm và long trọng. Bác sĩ Huy Nguyễn trong vai trò tránh tế đã đọc văn khấn để tưởng nhớ công đức người cha hiền sống anh hùng xả thân cứu dân lành chết linh thiêng độ trì giúp người ngay sau phần văn khấn ban hợp ca chương buổi dịp foundation trình bày ca khúc chết vì giêsu thật hào hùng và bi tráng kế đến ông john nguyễn đại diện ban điều hành chương buổi diệp foundation để tóm tắt những hoạt động của hội trong năm năm qua mà theo ông là một tóm tắt về những ơn lành mà hội chương buổi diệp foundation đã nhận được từ cha chương buổi diệp Tiếp theo chương trình là phần chia sẻ ơn lành cha diệp của ông Thomas Muzilla, cư dân thành phố Garden Grove, California ông bị bệnh về tim nghiêm trọng phải giải phẫu ông đã đến cầu khấn với cha nhờ ơn cha ông đã thoát qua cơn nguy kịch và nay đã hoàn toàn bình phục ông muzila còn là người thích nghiên cứu về tôn giáo và ông đã có dịp đi đến rất nhiều nơi linh thiêng trên thế giới như nhật bản đài loan nepal tại các nơi tôn nghiêm này Ông cảm nhận rõ rệt sự rung cảm về tâm linh. Đến khi ông có dịp đi ngang qua nhà thăm viếng cha Trương Bưu Diệp, ông bị thu hút bởi sự rung cảm y hệt như những nơi linh thiêng ông đã đến. Nên ông đã vào thăm cha Diệp và đã nhận được ơn lành của cha. Sau đó, luật sư Andrew Đỗ đại diện cho hội đồng giám sát quận Cam đã có bài phát biểu Nhân dịp Dỗ Cha lần thứ 71, nêu cao tinh thần Cha dịp được thể hiện qua các hoạt động phục vụ cộng đồng của Chương Bửu Diệp Foundation trong những năm qua. Sau bài phát biểu, ông đã thay mặt cho quận Cam trao bằng tri ân cho hội trưởng Chương Bửu Diệp Foundation là cô Holy Hương Phạm. bằng tri ân của hội đồng giám sát quận cam nêu rõ tinh thần chiến đấu vì tự do tiến ngưỡng và sự cống hiến của hội trương bửu diệp foundation cho cộng đồng trong suốt năm năm qua sau đó là hai bài hát như có cha bên con và hoài niệm 12 tháng 3 do các thiện nguyện viên của hội trình bày như trần ngọc thủy trâm đoan trang phương trâm Tiếp theo chương trình là phần giới thiệu những chương trình mới của hội trong năm 2017. Ban hợp ca Trương Bùi Diệp Foundation sau đó trình bày bài hát Dâng Ba thay lời cảm ơn đến toàn thể quý khách tham dự. Cha Linh hướng Đinh Ngọc Quế đã ban phép lần để kết thúc chương trình Dỗ Cha lần thứ 71. Sau đó, mọi người ở lại để cùng ăn cỗ ngày Dỗ Cha kỳ ra về trong tâm tình tạ ơn cha Francisco chương biểu diệp. Phần tường trình tóm tắt đến đây chấm dứt. Kính mời quý vị đón xem chương trình đầy đủ về ngày dỗ cha Francisco chương biểu diệp trong video Ơn cha Diệp số 190 được phát hành vào ngày 20 tháng 3 sắp tới. là y cha trương bưu diệm là y cha trương bưu diệm